Đoạn video clip được cắt ra từ camera nhà dân, ghi lại cảnh tượng tên trộm xúc cả rổ cá mang đi khiến cho người xem ngạc nhiên và bức xúc. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh tượng hai người đàn ông đang đi trên một chiếc xe máy. Khi đến một hàng cá, thì một người nhảy xuống xe, rồi lén lút chạy lại hàng cá dựng sát lề đường để trộm. Lúc này không có chủ cửa hàng đứng trông. Tên trộm nhìn ngó trước sau rồi mở nắp thùng cá, vốn được đóng kín cẩn thận. Đáng nói, hắn còn tiện tay lấy luôn chiếc rổ xanh ở bên cạnh làm đạo cụ để khua khoáng cá cho dễ. Xong xuôi, tên trộm ôm một rổ cá đầy rồi bỏ chạy.